ngọt ngào lắm. Mỗi ca không hay, tôi đang nghe cũng tệ. Nhưng nàng khen nhiều và thật, làm sao dám tâm tư mơ gì sao. Như đời âu em mặn nồng của đôi đứa yêu nhau. Thế năm trôi qua, nhưng tình không dám ngỏ. Tôi sợ thân mình là một mèo, làm sao dám mơ diện tờ ngoài sao. Giờ em trái này chưa xót thương đau. Rồi tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta, nhưng hình bóng không phai mờ. Nhờ thời gian thuốc hay thần tiên, chỉ cách đôi tình duyên nên giờ tôi đã quên. Đẹp đây đó cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy dòng dầu xanh. Nhạc thề may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này. Dòng ngoài tôi có căn nhà xinh, tuy bé nhưng thật xinh, khác ngày sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống chung vào sân, quen gấm nhung đại trang đi về xe đó đưa. Đêm nay gió thanh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm tự thân, và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn xa nhà làm. Tôi ca không hay, tôi đang nghe cũng thầy, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm sao dám mời duyên tờ mày sao. Tôi sợ khen trái đời em có xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta, nhưng hình bóng không quay mờ. Nhờ thời gian thương tốt hay tận tình, chia cách đôi tình duyên nên giờ tôi đã quên. Đêm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Để em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo. Anh sao? Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không? Miên thư kể chuyện nhà lính quay hùng đó, nhưng cũng nhiều gian lao, không biết rồi tại sao. Đừng hẹn anh ngày về vì đường xa thiên lý, đời sai như chiến sĩ kinh kha hoàng lăng. Bàn anh đi nước vì chân châu lưu thấm gian dài người tuyệt nam chia tay. Rất là
Em đã từng nghe ngày hồi đó anh sắp phải chiều mở cái radio em nghe là sao nếu như em nhớ bà Quang đừng hay lắm á bà Quang Quang dạ hãy chồng hóa về thăm con người ngày xưa anh đã ê Giang Quang đợt cho cậu Tám ha ba lần không được để ba lần đi ba lần hay hơn ba lần con lần không được nhưng mà mày muốn thử Quang hả không có Quang đưa nước chứ bộ Quang được cũng em biết mà Quang nó lần rất tuyệt vời em biết chứ không quay thử đâu quay nó có đợt em nó có cái đợt mà nó có đợt đã lắm nó cũng có đợt đỡ tại sao quay thôi bắt rồi ơi quay bắt rồi đi con hát cho ấy lần cho cò Tám hát ấy tao muốn quay lần quay dạ quay.